Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với thí sinh đầu tiên, mã số 03, chú Bùi Trần Quyền, 67 tuổi, đến từ Hà Nội, với bài hát dự thi Chiếc Khăn Piêu. Rất ấn tượng của thí sinh Bùi Trần Quyền. Dạ, và xin kính mời ca sĩ Cẩm Vân có đôi lời nhận xét ạ. À, xin được chào anh Trần Quyền. À, thực ra là cái bài của anh hát rất là sôi động, và có một chút khó khăn là anh là người mở màn chương trình, nên cũng là một cái khó khăn cho anh. Nhưng mà cái sự sôi động đó nó cũng chưa có thể mà kéo lại được những cái anh chọn cái bài này hơi khó, âm vực rộng quá, nên có những cái lúc mà những nốt nhỏ thì không nghe được rõ lời, và biết là những cái nốt bỏ nhỏ thì mình nghe không được lời, không được rõ lắm. Nhưng mà sắc thái thì rất là tươi vui và thấy rất là yêu đời. Xin được chúc mừng tiết mục của anh. Xin cảm ơn ca sĩ, cảm ơn. Và quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nhắn tin bình chọn cho thí sinh Bùi Trần Quyền bằng cách soạn 03 gửi đến tổng đài 8534. Xin được cảm ơn chú Bùi Trần Quyền.